Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại cầu Rạch Miễu nha các bạn. Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2023, đây là chiều ngày nghỉ lễ đầu tiên, dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Hiện bây giờ là phía bên bờ An Khánh của Bến Tre sang Tiền Giang. Cảnh sát giao thông đã phong tỏa một chiều, có nghĩa là bây giờ là chiều từ Mỹ Tho về Bến Tre là được lưu thông các bạn vào thời điểm này. Hiện bây giờ phía bên bờ Bến Tre thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre sang Tiền Giang thì các bạn nhìn thấy tất cả các phương tiện đều chặn lại hết. Khúc này là đoạn này là xe máy và xe ba gác nhiều nha các bạn. Còn đằng xa nữa từ trạm thu phí cho đến khu vực cầu Ba Lai là hiện tại là xe tải và xe khách, xe ô tô loại lớn họ đang bị kẹt lại rất là nhiều. Đây là khu vực ở phía trước, đây chính là cầu Rạch Miễu. Kể cả xe máy cũng không được lưu thông luôn nha các bạn. Xe máy, xe lớn gì tất cả đều phải dừng lại hết. Bây giờ chỉ có giải quyết cho các phương tiện từ phía Mỹ Tho về Bến Tre thôi. Rồi, phía trước mình thấy có cái anh cảnh sát giao thông đang đứng túc trực suốt luôn ạ. Đây là chiếc xe máy, không có chiếc xe máy nào qua được luôn. Chắc có thể là giải quyết khoảng là 30 phút. Sẽ giải quyết đi một chiều. Mỗi một Tiền Giang, từ Tiền Giang qua Bến Tre. Nãy giờ mình mất luôn cái vụ kẹt xe tại cầu Rạch Miễu. Mình cũng quên. Nhưng mà cũng tùy theo tình hình các bạn. Nhưng mà mình đoán chắc là ngày hôm nay là phía từ Tiền Giang về Bến Tre rất là nhiều. Cùng đến tại hiện tại là các thị trấn Dầm Láng từ thành phố đổ về quê tỉnh Tiền Giang để chúng ta cùng tham dự nghi lễ rất là đông. Nghi nông Dầm Láng được diễn ra vào ngày 9 và ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Ngày hôm nay chính là bây giờ mình thấy là các lượng xe từ phía Tiền Giang về Bến Tre cũng dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương chắc có thể là hướng ngược lại cũng đang sắp được lưu thông luôn, có nghĩa là hướng từ Bến Tre về Tiền Giang. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang huyện Gò Công Đông đến Dầm Láng để ghi hình và chia sẻ với các bạn quang cảnh chuẩn bị cho buổi lễ nghinh ông là như thế nào. Rồi ngày mai mình sẽ trực tiếp ra biển để ghi lại cảnh nghinh ông từ biển vào trong lăng ông an vị và làm lễ. Các bạn nhớ đón theo dõi xem nhé. Sau thời gian cũng khoảng gần 30 phút chờ đợi ở phía bên kia cầu Rạch Miễu ở phía bờ Bến Tre, bây giờ mình cũng đã qua được bờ Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, sau đó là đi ra ngoài Dầm Láng để ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem quang cảnh của buổi lễ nghinh ông tại Dầm Láng có đêm nay có những gì. Và xin mời các bạn. Tối đêm nay sẽ có phần lễ thí thực hay gọi là thí giàn, có nghĩa là ban tổ chức và ban quản lý lăng ông tại đây sẽ dựng lên một giàn. Một giàn này trên đây có những dược phẩm. Hiện bây giờ mình đang có mặt tại lăng ông Nam Hải Dầm Láng thuộc thị trấn Dầm Láng. Phần cúng thí sẽ được diễn ra khoảng trong ngày một tiếng đồng hồ, lễ cũng khá là lâu. Được diễn ra vào phần nghi lễ cúng thí mà mình sẽ tóm lược, mình ghi lại những khoảnh khắc quan trọng và bây giờ mình có mặt đây là để cho các bạn cùng xem. 6 giờ tối và phần quan trọng nhất của buổi lễ thí thực đó chính là phần chuẩn bị cho phần lễ. Có nghĩa là sau khi cúng xong thì những vật phẩm cúng thí sẽ được phân phát cho tất cả mọi người bằng cách là mọi người sẽ tự đến giật lấy.
đa phần là các bạn trẻ thôi bạn. Đây chủ yếu mình thấy là có bánh kẹo nè, rồi trái cây, rồi mía, rồi cũng có rượu thịt. Ở đây mình thấy có nguyên một con vịt luộc. Nên là các bạn trẻ sẽ tranh thủ dành và giật những cái vật phẩm này, rất là đông vui, rất là náo nhiệt nha các bạn. Các bạn cố gắng chờ xem ở phần cuối video nhé. Trên chư thiên dưới chư thần.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giây phút chờ đợi cũng đã đến rồi nha các bạn. Thì mọi người được phép giật những cái vật phẩm đó rất là lẹ các bạn, rất là nhanh, rất là dứt khoát. Trong vòng không tới một phút nữa là coi như là giật sạch xong xanh luôn. Giờ còn khu vực bàn các sư đang cúng thì còn những dĩa trái cây nữa nha các bạn. Sôi động cuối cùng nữa ha nha các bạn. Thank you.
Đó, 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 đó